Kính cảm ơn quý vị. Hồi chương trình trước đây thì có nào là hát nhạc, rồi cổ nhạc, rồi hài hước. Ở đây hôm nay thì không có những cái môn đó, nhưng cho nên xin được tạm lấy một môn để giúp tôi quý vị, cho nên hát cổ nhạc cho quý vị nghe. Giấy nợ với giấy nợ yên chí là trên sẽ đáp ứng quý vị, trên cũng đôi khi cũng muốn mắc nợ quý vị để trên còn có dịp đi tới lại, nhưng hôm nay chắc chắn là trên sẽ đáp ứng tất cả quý vị, những quý vị nào yêu cầu bất cứ bài nào trên không hát thuộc thì quý vị cùng hát với trên. Em viết lên nó sẽ ca cho em. Nếu mà ca không thuộc mà lên ca với nó. Ca bản bốn dùng chân thực nữa. Có viết, phải kiếm viết, có viết đâu. Thôi ông yêu cầu nhiều quá, sao ca nói. Sao bán xí lô chứ tôi biết. Muốn là bán xí lô. Ngoài mái. Người bắt ghé. Vậy để tớ vùng lại quýnh hãy uống nửa đi, uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngày mình đưa tiễn anh. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hát nữa là chết ngay. Mà hát cổ nhạc mới ghê. Việt Nam mà Việt Nam Bắc hát cổ nhạc cũng đã thấy ghê rồi. Mà Việt Nam miền Nam thì ok, thì cái việc hát cổ nhạc là bình thường. Nhưng mà đây là người cha mà hát đi, hát cổ nhạc mới ghê gớm. Dạ xin mời chị. Bỏ qua hết sức tình nghĩa mà cái người đẹp này chắc cách đây mấy mươi năm thật kinh khủng lắm, hôm nay vẫn còn kinh khủng rồi. Kính thưa quý vị, là trên cũng xin được cảm ơn bà chị đã tới cho một bỏ qua hết sức tình nghĩa. Và bây giờ là trên xin được mạn phép hát một bài hát quý vị yêu cầu. Trên sẽ tuần tự hát đi xuống dưới và đồng thời mời mấy người ở trong chùa Phổ Đà đi cùng với Trên để Trên hát và bán vé số. À, bán vé số kìa. Xe kẹt hư phải không? Dạ, xin quý vị chờ một chút, tại vì có một cái tiết mục mà đặc biệt á, là trong phần văn nghệ ở vào phần cuối phần một thì Như Quỳnh ca với Chế Linh mà muốn làm công quả chung với chùa, hai người cùng bán tô la chứ không phải mình Chế Linh đơn ca mà bán mình. Thôi bây giờ tiếp tục anh ca cho bà con nghe. Cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh đừng có lấy bó hoa tôi đi luôn em. Đừng có bán nghe cha. Bó hoa tôi mang về tới Canada tôi phơi khô để làm kỷ niệm. Tất cả những cái bó hoa mà Chế Linh đi hát khắp nơi trên thế giới, Chế Linh cũng đều mang về. Dù là một cành, Chế Linh cũng mang về. Rồi Chế Linh phơi và Chế Linh có ghi ngày tháng những ân nghĩa mà quý vị đã dành cho Chế Linh. Và bài kế tiếp tới đây, Chế Linh xin được trân trọng kính mời quý vị thưởng thức bài hát Nó. Bài hát Nó này là do thầy ở đây yêu cầu, chứ không phải quý vị yêu cầu. Mà thầy yêu cầu mời quý vị cùng nghe luôn. Kính mời quý vị thưởng thức.
bà tặng quá rồi, còn cái gì nữa tặng. Trời ơi, đi tới đâu cũng sẵn là tụi khổ.